Buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn biệt thự mini phố với diện tích ngang 5, sâu vào 16m, thiết kế trệt lầu tại trục đường chính Dương Quảng Hàm thuộc phường 5 quận Gò Vấp nha anh chị. Một căn nhà một trệt một lầu thôi, sẽ có 3 phòng ngủ. Chúng ta có 3 vệ sinh, có phòng giặt đồ, ban công và phòng khách, phòng bếp. Ở dưới này có thể đậu được xe hơi luôn nha. Một trệt một lầu thôi, giá bán chỉ có 7 tỷ 500 triệu đồng, vẫn còn thương lượng mạnh. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà đẹp, đường hẻm một xẹt, đường rất là to này, có thể alo ngay trực tiếp về tới bên em. Đường trước nhà là con đường rộng 6-7m, đường nhựa rất là đẹp, hẻm xe hơi hai cái tránh nhau. Cách trục đường chính khoảng tầm 50m thôi. Đấy, con đường cụt nha anh chị. Đấy, con đường rất là rộng rãi, rất là thoáng luôn. Và chúng ta cùng theo chân em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Chỉ có một trệt một lầu, rất thuận tiện cho những anh chị nào không thích nhà cao tầng. Thiết kế một lớp cổng sắt 4 cánh, khoảng sân 80 phân. Bên trong có cửa sắt kính cường lực, có thể đậu xe hơi về một bên, một bên là phòng tiếp khách được. Nhà ngang 5 rất là rộng. Ở dưới thì được ốp sàn gạch 80, gạch nhám và từ được sơn nước, treo tranh ảnh. Trên có đèn chùm đèn led và có lắp máy lạnh hai ngựa ở phía dưới này luôn. Căn nhà mình thì chỉ có 7 tỷ 500 triệu đồng, vẫn còn thương lượng thoải mái. Anh chị cô chú nào thích nhà ở khu vực phường 5, trục đường Dương Quảng Hàm, gần sân bay cũng như là gần Bình Thạnh, chúng ta hãy liên hệ ngay trực tiếp về tới bên nhà Đạt Ba Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Để chúng ta đi xem ngay căn nhà này nha. Tặng lại sofa, hai bên tường thì ốp nhựa và treo tranh ảnh. Bên này thì có thang đứng áp sát tường, ốp đá hoa cương. Đấy, kính cường lực dày 10 ly. Đối diện đây thì có tủ trang trí. Phía trong này chúng ta sẽ có khu vực phòng bếp, tặng bàn ăn 6 ghế, tặng tủ lạnh sáp hai cánh, bộ tủ bếp của An Cường đóng tới trần luôn, lên nóc luôn. Có nhà vệ sinh ở phía dưới gầm cầu thang, bồn cầu khối, vòi inox trắng, gạch ốp cao đụng trần và gương led đầy đủ. Bộ tủ bếp rất là to nha, rất là cao. Anh chị khách hàng nào nếu mà quan tâm muốn mua sở hữu căn nhà này, hãy alo ngay trực tiếp về tem Hưng nha. Chúng ta xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để xem những video mới. Vậy ngang 5 sâu tới 16m, diện tích rất là lớn. Căn nhà mình rất là đẹp luôn nha anh chị. Anh chị về nếu mà chúng ta muốn lên tắm cũng được, đúc thêm lầu cũng được. Đậu xe hơi trong nhà thoải mái nha, nhà diện tích lớn, đậu xe hơi thoải mái. Di chuyển lên khu vực lầu 1, chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh trên này nữa, là 3 vệ sinh tổng cộng. Có sảnh chờ ở giữa này. Ngủ bố trí giường 1m6 cảm với nệm, tủ quần áo. Chưa có máy lạnh. Đây, phòng cũng vừa vặn, thoải mái. Có cửa sổ bên hông. Bên này là khu vực phòng số 2. Có hết nội thất sẵn rồi. Và bên này là khu vực toilet số 2 nha mọi người. Đây, cũng giống như bên dưới thôi. Cũng đầy đủ ngon lành hết luôn. Bên đây là khu vực phòng lớn nhất, phòng số 3 nha, phòng đằng trước. Ốp gạch 80, gạch trắng và bố trí giường đệm. Kệ tivi. Chưa đi máy lạnh. Có ban công phía ngoài một chút. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà này có thể alo ngay trực tiếp về tới bên em. Nhà này chúng ta coi như mua được cái vị trí và cái diện tích lớn nha. Vị trí nhà đẹp, diện tích lớn. Phía sau cùng này thì có thêm cái khu vực để máy giặt. Khu vực đây là để giặt đồ, phơi đồ nha mọi người. Đấy, rất là ok rồi. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.